Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với website dạy tiếng Nhật online dungmori.com. Và trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để có thể học được N5 một cách hiệu quả nhất trên trang web dungmori.com của chúng ta. Trước tiên là bảng chữ cái. Thầy Dũng Mori sẽ là người hướng dẫn cho các bạn cách viết và cách phát âm của hai bảng chữ cái căn bản nhất trong tiếng Nhật, đó là Hiragana và Katakana. Sau khi thành thạo được hai bảng chữ cái này, chúng ta sẽ vào học kiến thức thực sự của N5. Khóa học N5 trên Dũng Mori sẽ được chia ra làm 25 bài theo các chủ đề nhất định. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Có rất nhiều chủ đề hay ho đúng không? Ví dụ như bài số 25, tương lai thì sẽ như thế nào? Hay là ở bài số 19 chẳng hạn, đó là môn đấu vật sumo. Thật là nhiều chủ đề hay ho phải không nào? Và trong mỗi bài học như vậy sẽ được tích hợp rất nhiều những kỹ năng. Thứ nhất, đó là về từ vựng. Mỗi bài học sẽ được mở đầu bằng những clip phát âm chuẩn bản ngữ do thầy Miyamoto thực hiện. Và mỗi từ vựng sẽ được kèm thêm cả hình ảnh để các bạn có thể giúp nhớ từ một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo là ngữ pháp. Phần quan trọng nhất trong mỗi bài học này sẽ do thầy Dũng Mori siêu nổi tiếng và siêu thú vị đảm nhận. Cách giảng dạy chi tiết, gần gũi chắc chắn sẽ giúp các bạn nghe một phát hiểu luôn. Bên dưới mỗi bài giảng sẽ có ngay các bài tập ứng dụng để vận dụng kiến thức mà chúng ta vừa mới nghe ra. Và có một điều vô cùng đặc biệt, đó là phần nâng cao Minna, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Sẽ được sắp xếp ngay sau cái phần ngữ pháp của chúng ta. Phần nâng cao Minna này sẽ là chuỗi các clip do thầy Dũng và cô Thanh giảng dạy cho các bạn về những cái phần vô cùng là hay ho mà chúng ta sẽ cần phải chú ý thêm khi mà vào mỗi bài học. Tiếp theo là phần nghe hiểu. Chúng ta sẽ làm bài nghe trực tiếp trên trang học online và sau mỗi bài nghe đều có ngay đáp án bên dưới để có thể check đáp án ngay tại chỗ. Tiếp theo là về đọc hiểu. Từ bài số 6 trở đi, cô Thanh sẽ là người đồng hành với các bạn. Đọc hiểu có khó không? Tất nhiên là không rồi. Hãy cùng xem cô Thanh giảng dạy như thế nào mà cô ấy được các bạn học sinh của mình yêu quý đến vậy nhé. Cam đoan là sau mỗi bài đọc hiểu này, chẳng ai sẽ còn cảm thấy sợ khi nhìn thấy mỗi một bài văn toàn chữ là chữ nữa đâu. Về chữ Hán, chúng ta sẽ bắt đầu học chữ Hán từ bài số 11 trở đi, sau khi đã có đủ một lượng từ vựng nhất định để phục vụ cho việc học chữ Hán. Phần này sẽ do thầy Tuyền, thầy giáo được rất nhiều học sinh vô cùng yêu quý vì sự nhiệt tình và thú vị giảng dạy. Và đặc biệt đó là sau mỗi bài giảng của thầy Tuyền ở bên dưới, chúng ta sẽ có phần bài tập ứng dụng ngay để mình có thể xào đi xào lại phần kiến thức mà chúng ta vừa mới học, vừa mới nghe giảng được từ thầy Tuyền nhá. Và để chắc chắn rằng bạn đã thực sự nắm chắc kiến thức của một bài sau rất nhiều những bài giảng tuyệt hay như vậy thì hãy cùng nhau làm một bài test nhỏ ở cuối cùng. Wow, thật tuyệt phải không nào? Sau khi mình làm bài thì chúng ta sẽ có một động tác, đó là nộp bài và có thể check lại đáp án của mình ngay lập tức. Xem mình làm đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu bằng cách đó là ấn vào phần xem bài làm như trên màn hình chúng ta vừa thấy nhá. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy ở cuối sau 25 bài này, đó là một phần đó là thi thử GLPT. Ở đây thì Dũng Mori có chuẩn bị cho các bạn một bài thi thử với đầy đủ 3 kỹ năng. Thứ nhất đó là về từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp. Tiếp theo đó là kỹ năng đọc hiểu. Và cuối cùng đó là kỹ năng nghe hiểu. Và tất nhiên sau mỗi đề thi này chúng ta sẽ có thể làm ngay trực tiếp vào đây và sẽ check đáp án ngay tại chỗ được. Như vậy với tổng là 140 clip, với độ dài mỗi clip từ 5 phút lên đến 1 tiếng đồng hồ, chắc chắn các bạn sẽ làm việc như sau. Thứ nhất đó là thành thạo bảng chữ cái, thứ mà ai cũng sợ nhưng giờ lại quá đơn giản luôn. Thứ hai, chúng ta sẽ rất là giỏi về phần phát âm từ vựng, câu chuẩn này, tự nhiên đúng ngữ điệu của người Nhật, từ đó hình thành được thói quen phát âm về sau này. Thứ ba, mình sẽ nắm cực kỳ chắc ngữ pháp. Và cuối cùng, hoàn toàn trong có thể đó là thành thạo được những cái giao tiếp tiếng Nhật cơ bản hàng ngày. Và đặc biệt, tin chắc rằng từ N5 Dũng Mori Online sẽ giúp các bạn không chỉ không còn sợ tiếng Nhật nữa, mà hơn thế còn giúp các bạn có thêm tình yêu tiếng Nhật. Hãy để cho khóa N5 của Dũng Mori bồi đắp trong các bạn tình yêu tiếng Nhật nhé. Và câu nói của chúng tôi đó là N5 Dũng Mori, nơi tình yêu tiếng Nhật bắt đầu.